Trong video này mình sẽ giúp các bạn độ chế các màn hình điện thoại di động bị vỡ thành đèn led chiếu sáng nha các bạn. Có thể các bạn độ thành cái đèn ngủ trong phòng á, hoặc là mấy cái đèn chiếu sáng bình thường ha. Đây là mấy cái màn hình điện thoại di động hư nha các bạn. Nó có thể nhiều nguyên nhân, nó có thể bị rơi vỡ bởi màn hình đó, hoặc nó bị đổ mực, hoặc là bị ố vàng ha, bất kỳ trường hợp nào á. Nhưng mà quan trọng nhất á là bên trong nó cái đèn led nó vẫn còn sáng nha các bạn, và bên trong nó có cái lớp phản quang còn hoạt động tốt ha. Trong video trước đó mình đã nói sơ qua nha các bạn, đây là cấu tạo của cái chip led bên trong đèn LCD nha các bạn. Mình giả sử đi demo đi, là cái này là có dãy chỉ có 3 chip led thôi, nhưng mà thực tế là trong đèn led này có khoảng 5-6 con nha các bạn. Rồi nói ba con thì một cái chân anode nữa các bạn. Các bạn đây là phần khuyết bên trong cái dãy đèn led của cái màn hình LCD nha các bạn. Thì các bạn up xuống dưới á, cái phần khuyết á, các bạn hướng xuống dưới thì bên trái của mình đó là anode là nối chân dương ha, còn cathode nối chân âm ha các bạn. Thì mình sẽ dựa vào sơ đồ này mình sẽ độ chế thành đèn led nha các bạn, từ cái màn hình điện thoại bị bỏ hư thôi nha các bạn. Trên tay mình là một cái mainboard điện thoại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử coi tìm ra mấy cái màn hình mà còn bị lỗi á, bị bỏ hư bỏ gì đó, cái gì mình độ chế nha các bạn. À, đây là một cái mainboard điện thoại bình thường ha của LG. Còn cái đây là cái cáp nguồn nha các bạn, cáp nguồn đồng thời nó kết nối với màn hình luôn ha. Đây là cái dây nguồn của nó nha các bạn. Rồi, để mà cái này test cái này á, thì các bạn bật cái điện áp cho mình khoảng 4V thôi nha các bạn, 3.8 đến 4V thôi ha. Chỉnh cái đồng hồ nè các bạn. Rồi cái kẹt nguồn á, các bạn thay cho pin thôi nha. Cái này tại vì nó mình hướng dẫn các bạn một phần để các bạn kiểm tra điện thoại di động luôn. Nói chung là mình muốn lồng ghép cái thông tin cho thêm cho các bạn nào yêu thích nghề sử dụng điện thoại di động á. Rồi cái que đỏ thì các bạn cặp dây chân dương cho mình thôi. Còn cái mát á, cầm á thì các bạn kẹp mát cho mình thôi. Mát là bất kỳ nha các bạn. Cái phần nào mát như cái ổ sim nè, hoặc là cái chấu anten nè, hoặc là cái giắc sạc á, đều mát hết nha. Các bạn bật lên nguồn như thế này, các bạn bấm nút power key, bút một nguồn á, khởi động nguồn lên, rồi các bạn xem nó bút nha các bạn, rồi các bạn kiểm tra cái màn hình thôi. Rồi các bạn nhìn thấy không, đây là cái màn hình bị bỏ nha các bạn, bị nứt bỏ không hiển thị. Rồi mình sẽ tận dụng mấy cái màn hình này nha các bạn, để mà mình độ chế thành đèn led nha. Rồi nếu mà các bạn mà có nhà mà có nhiều cái màn hình bị vỡ bỏ hoặc hư như thế này thì các bạn cũng để độ chế được nha. Tùy mình làm càng nhiều quá các bạn, mình tìm càng nhiều cái mấy cái màn hình hư á thì cái gì mình sẽ độ chế được cái nguyên, nói chung là mình tạo thành một cái dãy led lớn nha các bạn, nó dài nha. Tùy theo các bạn sắp xếp và các bạn thiết kế. Rồi đây, ở đây các bạn, mình có cái màn hình bỏ ha, mình màn hình tuy nó bỏ nhưng mà vẫn còn hiển thị nha các bạn. Thấy không? Đây, LG ha. Nó lên logo LG nhưng mà nó bỏ bị nứt nha các bạn. Nói chung bỏ cái miếng bà đen này nè, nhưng mà cái nó vẫn xuất hiện mấy cái đốm nha các bạn. Nhưng mà cái phần hiển thị của nó vẫn còn, có thể đọc được chữ luôn. Thì mấy cái màn hình này á, nó thực sự là không sử dụng được. Mình nói chung là mình đã test màn thôi, cái này mình đã test màn, hoặc là mình sẽ độ chế thành cái màn led cho các bạn thấy nha. Sau khi mà các bạn gom đủ cái số lượng mà led cái màn hình LCD hư theo yêu cầu á,
Thì bạn bắt đầu tiến hành làm cho mình nha. Đó, với những cái màn hình LCD hư như thế này, các bạn tiến hành lấy ra nha. Các bạn dùng một, cho mình một cái lưỡi dao lam ha. Các bạn này nhẹ bên hông nào, bên hông nó có mấy cái ngàm nha các bạn. Các bạn bẫy từ từ lên thôi được rồi. À, tách ra được nha các bạn. Nói chung cái panel này, đây là mấy cái màn hình hư. Mình không cần quan tâm đến tách từ từ. Tại vì các bạn tách mình sẽ bỏ cái lớp panel này đi nè. Cái tấm nền đó các bạn, tấm nền LCD bỏ đi hết ha. Tuyện khi mà cái màn hình nó còn tấm nền này nó sẽ tối hơn nha các bạn. Nói chung mấy cái màn hình này các bạn không cần quan tâm giữ kỹ cái gì nha. Rồi, mấy tắt ra rồi. Chứ chờ mà mấy cái màn hình mà nó còn ok là các bạn khi mà các bạn tách ra, ví dụ các bạn thay phản quang nè, tại vì mấy cái lớp phản quang bên trong á nó bị ố nước hay gì á, các bạn thay phản quang hay là các bạn thay mấy cái dãy đèn led này nè, là các bạn phải làm cẩn thận, không thôi là nó hư cái tấm panel này nha các bạn. Nó sẽ đổ một tiếng chắc nữa đổ vật hay là nó bị mẻ, nó không có hiển thị luôn nha, nên các bạn làm cẩn thận. Rồi sau khi mình tách ra mình sẽ được như thế này nha các bạn, cái dãy đèn led ha. Rồi ở đây các bạn quan sát cho mình nè, cái đèn led này mình sẽ có hai phần nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần khuyết này không, phần khuyết này là nó giống như hình này nè các bạn. Phần đó phần khuyết các bạn ấp xuống dưới thì phần dương á anode mà nó nằm bên tay trái, còn phần cathode phần chân âm á, phần âm nó nằm bên tay phải nha các bạn. Thì đây mình sẽ có 1 là 2 là 3. Tại vì anode này á nó sẽ nối chung với nhau. Và nó lên nguồn dương nên các bạn chỉ cần đấu mấy cái chân cathode này nè của đèn led á cho nó sáng đồng đều. Các bạn móc từng sợi ra rồi các bạn nói chung đấu song song hết nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thử nha, các bạn dùng cái đồng hồ VOM số nha các bạn, số kim á đều được nha. Thì các bạn ở đây mình dùng đồng hồ kim, các bạn đỡ thân đo nhân 1, cái này quay dương các bạn, chân dương thì các bạn đỡ bên trái nha. Rồi chân âm nè các bạn, đèn sáng không, ở bên đây cũng được vậy đó các bạn. Cái đèn này là cái dương các bạn, là nó chung với nhau nha các bạn, móc lên B cộng ha. Thì ở đây các bạn có mấy cách mắc, thì cấp 1 là các bạn nối lấy cái dây đồng này bên đây nè, nối cả tốt, nói chung là mắc song song hết toàn bộ nha các bạn. Rồi ở đây mình làm theo cái phương pháp mà mắc song song nha các bạn. Rồi cái anode của nó, anode là chân dương á, là VCC nó mắc như thế này, đấu lên chân VCC. Thì cái còn cái phần cathode chân âm á thì mình sẽ nối chung với nhau và đưa xuống mát nha các bạn, để toàn bộ cái đèn lẻ lên màn hình này nó sáng nha các bạn. Thì đây là cách để mà mình làm. Thì đây mình sẽ dùng một cái sợi dây đồng là mình cứ dùng dây đồng nhỏ nhuyễn nha các bạn, dây đồng cuộn ha. Rồi các bạn có thể ở đây mình sẽ cắt thành 6 sợi nha các bạn, tùy ở đây 5 chân cathode nè và 1 chân anode, mình sẽ cắt 6 sợi sau đó mình hàn vô ha. Còn mình lưu ý với các bạn nên dùng cái loại dây đồng mà nó có lớp vạt ni bên ngoài nha, cách điện á, chứ các bạn đừng xài cái dây đồng mà nó không có lớp vạt ni nha, tại vì nó dẫn điện nó chạm chập á là không nên hay các bạn. Các bạn dùng mấy loại dây đồng này á, các bạn cạo á, cạo cho nó chóc cái lớp vạt ni ra là các bạn xi hay chì được nha các bạn.
sau đây để tu nhanh đó, mình sẽ nói một cách bên trái nè các bạn. Mình sẽ nối một cái dây anode ha, tại vì anode nó nối chung á, từng cái tốt của chip led á, là mình ở đây mình sẽ nối 5 sợi nha các bạn, mình sẽ câu ra, mình sẽ hàng chung như nhau nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là 5 sợi của cái cathode. Còn bên tay trái của mình đó là một sợi anode nha. Đây mình sẽ tiến hành mình test thử nha các bạn. Cái này mình sẽ dùng bộ nguồn ha. Các bạn vặn cho mình khoảng 3V thôi nha. Tại vì cái này nếu mà các bạn vặn cái chip led này á, giống như cái chip led AMD trong cái đèn tiếp led T8 á, laptop á, là nó cũng có giới hạn dòng các bạn. Cái y của nó là dòng khoảng 150mA là ổn nha các bạn. Chứ các bạn dùng dòng cao quá là bị cháy chip led hết nha. Nên mình cái này mình test thử thôi. Rồi còn các bạn nó cũng gắn nhá, nguồn 5V của cục sạc điện thoại di động á, thì các bạn nhớ gắn cho mình cái con điện trở hạn dòng ha. Rồi ở đây là mình có chân âm nha các bạn, nhớ các bạn chỉnh vô vào cái mức 3V cho mình thôi. Rồi các bạn thấy không, đèn sáng nè các bạn. Như vậy là ok nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta test được á, thì các bạn dán lại cho mình nha. Tại vì ở đây mình sẽ nói với các bạn á, khi mà cái này các bạn ấp xuống á, yêu cầu là hai cái này phải sát nhau nha các bạn. Đèn led nó càng sát bên cái miếng phản quang này càng tốt nha các bạn, để hở ra nó sẽ tối lên nha các bạn. Nên ở đây nếu mà trường hợp này á, nó bị hở keo này ra, thì các bạn có thể dùng cái băng keo hai mặt cho mình. Các bạn cắt một miếng băng keo hai mặt, các bạn dán vô nha, dán vô ngay góc á, để cho ép sát toàn bộ nó vô. Đây mình sử dụng cái miếng băng keo hai mặt mình dán vô nha các bạn. Này, chỗ này vị trí này nha các bạn. Dán cho mình miếng băng keo hai mặt nha, dán chặt chặt vào á, rồi các bạn tách ra để cho nó ép sát luôn nha các bạn. Cái cáp này nè, nó vô cái phản quang ha. Rồi các bạn tách hai bên. Cái dây anode đó các bạn cho bên trái, còn dây cathode nè, nguyên nhóm này nè, các bạn uốn qua bên phải nha. Các bạn dán chặt vô nha các bạn. Nói chung cái này tùy các bạn. Các bạn có thể dán mình dính chùm như mình, hoặc là các bạn có thể đi dây ngắn lại nha các bạn. Là ở đây á, bên trái như hai bên là chỉ có hai sợi dây thôi nha các bạn. Còn ở đây mình làm nguyên chùm ha. Nói chung tùy các bạn. Nhưng mà điều quan trọng nhất á là cái mấy đèn dãy chip led này nè, nó sẽ ép sát vô cái phản quang nha các bạn. Sau khi mà vị trí này thì các bạn gắn lại cái seal của nó nha, seal màn hình đó, cho nó chặt lại. Uống sao cho cái này nó không bị cấn nha các bạn. Nói chung tùy loại màn hình, nhưng mà đối với cái màn hình này á, thì các bạn làm y như vậy là ok ha. Cái siêu là các bạn không có thể không gắn cũng được nha các bạn. Và đã cái gì mình tiến hành lên thử ha. Bạn thấy không? Cái màn hình nó sáng. Nó sáng nhưng mà cái màn hình nó bở, nó vẫn không hiển thị nha các bạn. Bây giờ cái vấn đề của mình đó là mình tắt đèn đi thử coi. Rồi các bạn thấy không, đây á, là mình đã trường hợp mình đã tắt đèn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy á, do cái này nó vẫn còn sáng yếu, do là cái lớp panel nó vẫn còn che ở ngoài các bạn, nó hạn chế ánh sáng ha. Giờ mình tháo bung cái lớp panel ra luôn nha các bạn. Nói chung cái đèn này là tương đối ha. Giờ mình sẽ tháo cái miếng panel bên phía ngoài ra nè, nó sẽ sáng hơn nha các bạn.
Sau đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái lớp bên ngoài ra nha, panel này ra nè. Các bạn dùng cho mình một cái lưỡi lam nha các bạn làm cẩn thận nha. Cái này có thể nó cấn vào tay á, nên các bạn. Cái này cẩn thận nha các bạn. Ở đây các bạn dùng một cái lưỡi lam các bạn sủi nha. Lớp bên ngoài cùng á là cái tấm nền đó các bạn. Rồi nó dán với lớp bên trên bên phía trong phản quang là miếng keo nha các bạn. Các bạn cạo cạo từ từ ha. Nói chung các bạn làm từ từ cho mình. Cạo xung quanh này các bạn. Rồi, sau đó là các bạn tách ra được nha. Này có các bạn thấy không? Có cái lớp này các bạn. À, lớp này lớp kính nha các bạn. Cái phần này phần hiển thị ha, tấm nền á. Các bạn dùng ở đây mình sẽ dùng mình tách ra từ từ. Cái này nó có thể nó bể bả nha bạn, bằng kính á. Nói chung là các bạn làm cẩn thận cho mình được rồi. Ở đến vị trí này á, các bạn cứ bẻ mạnh tay ra cho mình nha, bẻ xuống ha. Bẻ tách để tách cái phần kính với cái phần ra phần quang để phần kính nè bạn. Cái lớp này lớp kính là lớp panel nha các bạn, lớp tấm nền đó, tấm nền màn hình LCD ha. Rồi các bạn tách ra cho mình, các bạn giữ cũng chặt coi, rồi các bạn kéo ra. Đây các bạn, tách luôn, bỏ luôn. Không, tại vì mình không cần giữ cái miếng này nữa, tại vì cái miếng này nó làm cho cái màn hình của mình đó nó tối đi, nó không có được sáng ha các bạn. Đây, mình chỉ còn cái miếng này thôi. Đây là cái miếng phản quang. Còn cái ở đây là cái cáp màn hình nha các bạn. Cái cáp màn hình thì các bạn sắp cáp màn hình đó thì các bạn cắt bỏ cũng được ha, cho nó gọn nha. Các bạn có thể lấy cái này nè, các bạn dán vô một cái thanh kim loại hay gì á. Đó ok nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ test thử nha các bạn. Coi cái ánh sáng nó ra như thế nào ha. Còn đây là cái miếng panel bên ngoài. Tháo mình bỏ luôn nha các bạn. Đây nguồn mình vẫn cấp là cái nguồn DC 3V nha các bạn. Rồi để xem nếu mà trường hợp mà các bạn dùng cái nguồn khác á, nguồn khoảng nguồn 5V DC cái cục sạc á, thì các bạn chú ý đến cái dòng sạc cho mình nha. Rồi các bạn tính được cái con điện trở hoặc dòng ha. Rồi các bạn thấy không? Nó sáng cũng khá sáng nha các bạn, sáng tương đương với cái đèn này nè, LED bên đây nè các bạn. Bạn thấy sáng không? Khá đẹp nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình tắt điện nha. Coi như thế nào ha. Đây là các bạn, đây quá trình mình làm nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Bên đây là cái đèn LED chữ ha, thì nó cũng cái độ sáng nó tương đương nha các bạn. Giờ cái miếng phản quang này nó khá sáng nha các bạn, nó sáng luôn nha. Nhìn thấy không? Tha hồ nó soi các bạn, soi trên đây nè. Nó từng vị trí luôn nha các bạn. Ở nhà các bạn không biết, các bạn có thể dùng cái này đọc chữ được luôn nha, làm cái đèn nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái đèn đọc chữ không cần cái gì hết. Nói chung là đây là cái đèn tự chế nha các bạn. Đây nè. Ok hết nha các bạn. Chỉ cần một cái miếng phản quang thôi. Các bạn thấy không? Nó soi rõ luôn nha các bạn. Thấy tôi thui không? Cái này các bạn có thể dùng thay đèn pin cũng được, hay đèn rọi á. Ok nha các bạn. Còn một cách nữa là các bạn gắn, các bạn treo lên thành một dãy á, là nó giống như cái đèn tip LED T8 á. Rồi các bạn thấy không, sau khi mình đã bật đèn lên rồi, cái đèn này cũng khá sáng nha các bạn. Có thể các bạn chiếu sáng, dùng để chiếu sáng hoặc là dùng để làm đèn ngủ cũng được. Rồi, như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách độ chế cái màn hình điện thoại di động thành một cái đèn LED trong gia đình.
các bạn có thể áp dụng luôn mấy cái đa màn hình iPhone luôn nha các bạn. Các bạn tách kiểm tra nè, ở trên đây á có mấy dây cái nguồn cho đèn led đó, các bạn tách ra luôn nha. Rồi các bạn tách phản quang ra là các bạn làm được y hệt như vậy nha các bạn. Nói chung là các bạn độ chế được. Rồi video của mình đến kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.